Đừng đuổi nữa, nó chỉ sống được có 5 ngày thôi, ngủ đông ở dưới đất trong 2 tháng, rồi nó mới có được ánh sáng rực rỡ ngắn ngủi này. Nó có thể bay được một chút, thì cứ để nó bay một chút. Hả? Ngắn ngủi vậy sao? Đây là cái giá cho việc tỏa sáng. Nhưng mà sư phụ, nó có thể nhìn thấy ánh sáng của chính mình không? Vì ánh sáng của nó thì nằm ở đằng sau, còn mắt của nó thì nằm ở phía trước. Nhưng không thấy cũng không quan trọng, nó không phải muốn hưởng thụ cái ánh sáng của chính mình mà phát sáng. Vậy thì sao vậy ạ? Có thể sống được một đời thì phải thể hiện được bộ dạng tuyệt vời nhất của chính mình. Nếu có thể phát sáng thì hãy tận tình mà phát sáng. Có thể bay lên cao thì hãy gắng sức mà bay cao. Còn những việc khác đều không quan trọng. Như vậy chẳng phải là hay ngốc sao ạ? Sư phụ, thầy thấy con có giống con đom đóm không nè? Không giống. Sao vậy sư phụ? Thầy nhìn kỹ lại lần nữa đi mà. Bởi vì con vẫn chưa đủ ngốc mà. Cuộc đời không có đúng hay sai, chỉ có giá trị hay không có giá trị mà thôi.
Mô A Di Đà Phật.